Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói một chút về các thuốc điều trị tăng huyết áp. Thì các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp bao gồm cung lượng tim và tổng sức quản ngoại biên. Cung lượng tim là bằng nhịp tim nhân cho thể tích nhát bóp, còn tổng sức quản ngoại biên liên quan đến đường kính mạch máu, khả năng đạt hồi của mạch máu và độ nhất của máu. Chúng ta sẽ phân các thuốc điều trị tăng huyết áp làm hai nhóm, một là các thuốc đầu tay, nó có hiệu quả cao, ít tác dụng phụ và giá thành vừa phải. Hai là các nhóm thuốc khác. Các thuốc đầu tay bao gồm 5 thuốc là ACE, ARB, lợi tiểu, chặn canxi và beta blocker. Hiện nay thì beta blocker vẫn còn đang được tranh cãi là có thuộc nhóm đầu tay hay không. Đối với Hội Tim Mạch Việt Nam năm 2018 và châu Âu 2018 thì họ vẫn xếp beta blocker là một trong những thuốc đầu tay. Và SCNH đó, châu Âu á. Còn đối với các hội khác giống như là ACC-ADA 2017 và GNC8, guideline của GNC8 thì họ không coi beta blocker là một thuốc đầu tay, tại vì beta blocker có hiệu quả thấp hơn 4 nhóm trên trong việc hạ huyết áp. Ngoài ra cái khả năng mà làm giảm nguy cơ suy tim, giảm nguy cơ đột quỵ chẳng hạn, nó thấp hơn 4 nhóm trên. Mình đến với nhóm đầu tiên là nhóm lợi tiểu. Thuốc lợi tiểu sẽ làm giảm huyết áp do giảm thể tích máu, do thải nước và natri dẫn đến giảm tiền gắn. Đối với thiazid thì tác dụng này sẽ có từ 2 đến 4 tuần đầu. Và sau đó nó sẽ có một tác dụng, cái tác dụng trên này sẽ biến mất do cái phản xạ bù của cơ thể sẽ bù lại. Cho nên người ta thường phối hợp lợi tiểu với ACE hoặc ARB là vì vậy. Cái tác dụng thứ hai là tác dụng giãn mạch. Cái tác dụng này dẫn đến được là do việc mà thải trừ natri trong các cơ trơn trong mạch máu, dẫn đến là cái khả năng đàn hồi mạch máu tốt và từ đó giãn hầu gắn. Trong đó thì chlorothalidone là lợi tiểu được ưu tiên do có T1 hàm lượng kéo dài và được chứng minh có lợi cho tim mạch dựa trên các nghiên cứu. Trong tăng huyết áp thông thường, người ta thường sử dụng thiazid mà ít sử dụng các lợi tiểu khác, ví dụ như lợi tiểu quai. Mặc dù lợi tiểu quai mạnh mẽ hơn lợi tiểu thiazid nhưng nó lại chỉ có tác dụng khá khiêm tốn so với giải dược. Cho nên lợi tiểu quai thay thế thiazid không có suy thận thôi. Khi mà độ lọc mức thanh lọc cầu thận bé hơn 30 ml/phút, nguyên nhân là vì thiazid làm giảm độ lọc cầu thận, cho nên sử dụng thiazid trong cái trường hợp mà đủ mức lọc cầu thận bé hơn 30 ml/phút có thể gây dẫn tới tích trữ nitơ trong máu. Tuy nhiên lợi tiểu quai lại được sử dụng trong tăng huyết áp khẩn cấp và tăng huyết áp cấp cứu. Sử dụng lâu dài thì không được, nhưng sử dụng trong khẩn cấp và cấp cứu thì lại được nha. Tại vì sử dụng lâu dài trong trường hợp tăng huyết áp thông thường, nó sẽ nhanh chóng phản xạ bù lại bằng cách hoạt hóa hệ renin-angiotensin. Còn spironolactone được sử dụng khi mà bệnh nhân có suy tim hoặc sau nhồi máu cơ tim, vì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Hạn chế của lợi tiểu. Lợi tiểu chúng ta thường sử dụng nhất là thiazid, nên mình ở đây mình chỉ nói về hạn chế của thiazid và furosemide thôi nha. Hạn chế của thiazid và furosemide đó nó đều làm tăng nồng độ của axit uric bằng cách là ức chế cạnh tranh thải trừ. Thứ hai, nó làm tăng đề kháng insulin ngoại biên bằng cách như sau: tăng, một là tăng đề kháng insulin ngoại biên, hai là làm giảm tiết insulin, thứ ba là làm tăng lipid huyết. Nên nó không được sử dụng trong đường tiền đái tháo đường nhé. Furosemide vẫn được sử dụng trong tiền đái tháo đường và thậm chí cả đái tháo đường. Nhưng thiazid thì không. Mặc dù furosemide cũng có các tác dụng, ba tác dụng trên, nhưng mà tác dụng này nó yếu hơn thiazid nhiều. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải cẩn thận sử dụng furosemide trên bệnh nhân đái tháo đường và tiền đái tháo đường nhé. Các thuốc sẽ tác động trên hệ renin-angiotensin aldosterone bằng các cách như sau. Các bạn biết là các catecholamine sẽ kích thích thận tiết ra renin, vì thế beta blocker sẽ làm thận giảm tiết renin. Thứ hai là aldosterone sẽ bất hoạt trực tiếp renin luôn, khiến cho angiotensinogen không thể bị phân cắt thành angiotensin 1 được. Các ACE giống như captopril, enalapril, ramipril chẳng hạn, nó sẽ bất hoạt ACE, khiến cho angiotensin 1 không thể bị phân cắt thành angiotensin 2. Còn ARB sẽ chặn trực tiếp tại thủ thể, khiến cho angiotensin 2 không có tác dụng. Và cuối cùng là spironolactone sẽ chặn thủ thể cạnh tranh với aldosterone, khiến aldosterone không có tác dụng. Thì các thuốc nó nằm trên từ cái renin để angiotensin 2 tác dụng tại thủ thể này. Các thuốc này sẽ có hoạt tính mạnh trên hệ renin angiotensin
Và các thuốc này được gọi là các thuốc kháng trực tiếp hệ truyền nhiễm angiotensin, trong khi beta blocker và spinosaptan không được gọi là các thuốc kháng không trực tiếp. Các bạn biết angiotensin 2 có nhiệm vụ là duy trì lượng máu đến cầu thận. Vì thế, các thuốc kháng trực tiếp trên hệ truyền nhiễm angiotensin không được sử dụng trong trường hợp hẹp động mạch thận hai bên hoặc là suy thận. Tại vì cái trong trường hợp ví dụ như hẹp động mạch hai bên mà sử dụng các thuốc kháng trực tiếp trên hệ truyền nhiễm angiotensin sẽ dẫn đến có thể dẫn đến cái tình trạng là suy thận cấp do thiếu máu đến thận. Đầu tiên mình sẽ đến các thuốc thuộc nhóm ức chế men chuyển angiotensin ACE. Các thuốc cần nhớ nhất là Camptopril, Enalapril, Ramipril, chúng đều có chữ pril cuối cùng, rất là dễ nhớ. Ngoài cái tác dụng kháng hệ truyền nhiễm angiotensin thì ACE còn có một tác dụng nữa, đó là nó sẽ ức chế men kinase, khiến cho bradykinin không bị phân hủy và dẫn tới là tăng lượng bradykinin trong cơ thể. Bradykinin là một chất gây giãn mạch. ACE và ARB là thuốc trị tăng huyết áp được lựa chọn ưu tiên trong cái trường hợp mà có nguy cơ tim mạch cao hoặc có bệnh thận mạn, có kèm protein hoặc không kèm protein nhiều. Và thứ ba là đái tháo đường, tại vì ACE hoặc ARB có một tác dụng rất tốt, đó là bảo vệ thận. Các tác dụng phụ: ho khan do sự tích tụ bradykinin trong cơ thể gây ra, gặp ở từ 3 đến 30% các người tùy theo dân số. Khắc phục bằng cách chuyển qua ARB như valsartan, losartan. Cái sự ho do bradykinin gây ra rất là mệt mỏi, khiến người ta mất ngủ và khó chịu dữ lắm. Và cái sự gây ho này không thể bị ức chế bởi các thuốc ức chế ho giống như codeine, dextroprovosifen chẳng hạn. Thứ hai, tác dụng thứ hai là phù, cũng do bradykinin luôn. Đây là tác dụng phụ hiếm gặp nhưng nguy hiểm, cần phải ngưng thuốc ngay. Và tác dụng phụ thứ ba là tăng kali huyết. Nhóm thứ hai là nhóm các thuốc chặn thụ thể angiotensin 2 là ARB, như là valsartan, losartan, ibersartan đều có chữ sartan ở cuối cùng. Cái thuốc này sẽ có tác dụng hạ huyết áp hơi tốt hơn ACE một chút và nó không bị gây ho khan và phù như ACE do không tích tụ bradykinin. Tuy nhiên, trong cái bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim nó không có tác dụng tốt bằng ACE. Các bạn biết angiotensin 2 sẽ tác động trên receptor AT1 và AT2. ARB sẽ ức chế trực tiếp cái thụ thể angiotensin 1 và cơ thể sẽ đáp ứng bù lại bằng cách tăng nồng độ của angiotensin 2 lên. Từ đó lại tăng tác dụng trên receptor AT2. Và điều này sẽ dẫn tới là kích thích tăng trưởng sơ hóa và phì đại cơ tim, tăng sơ vữa động mạch và dẫn đến tăng nhẹ nguy cơ nhồi máu cơ tim lên khoảng 12%. Và điều này đang còn được bàn cãi, tranh cãi nha. Cái điều này được gọi là nghịch lý ARBMI hay còn gọi là ARBMI paradox. Đó là người ta sử dụng ARB trong cái trường hợp mà đau bệnh mạch vành hoặc là sau nhồi máu cơ tim. Thế nhưng lại thuốc này lại là tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim lên. Trong cái trường hợp nhồi máu cơ tim thì sử dụng ACE sẽ là tốt hơn. Tại vì các bạn biết ACE còn có một tác dụng là làm tăng tích tụ bradykinin, mà bradykinin có tác dụng là giãn mạch vành nữa. Các thuốc kháng renin thì alisgiran là chất duy nhất và không có tại Việt Nam. Vai trò của hệ renin angiotensin trong hệ điều hòa huyết áp thì các bạn biết là 75% á, bệnh nhân tăng huyết vô can có nồng độ renin huyết tương bình thường hoặc cao, cho nên sử dụng thuốc kháng renin là có hiệu quả. Thì hoạt tính renin huyết tương thấp thường gặp ở người da đen và người cao tuổi, cho nên các khuyến cáo ở Mỹ á, người ta sử dụng trên người da đen và người cao tuổi á, người ta sẽ ưu tiên sử dụng lợi tiểu Thiazip hoặc là CCB hơn. Và đây là các đặc điểm là sẽ có nhạy cảm với muối, đáp ứng tốt với lợi tiểu và CCB, đáp ứng kém với các thuốc kháng renin angiotensin. Cái món thứ hai là ức chế men chuyển trên thụ thể. Đây là các cái dữ kiện do chúng ta nhìn thấy. Nếu dùng các thuốc ức chế men chuyển trên thụ thể, nó có thể dự phòng được các biến cố tử vong do tim mạch nói chung và không có gì khác biệt lắm giữa ức chế men chuyển trên thụ thể. Nhưng nếu câu chuyện là gì ạ? Là để dự phòng biến cố mạch vành thì ức chế men chuyển tốt hơn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là ức chế men chuyển làm gia tăng bradykinin, bradykinin gây ho là cái nhược điểm làm cho bệnh nhân không muốn dùng thuốc. Nhưng chính bradykinin lại là giãn mạch vành, làm giảm chống đông mạch vành và làm giảm biến cố mạch vành. Vì thế nếu mà chúng ta cần phải dùng thuốc ức chế men chuyển hay ức chế thụ thể mà muốn nhằm vào cái đích là để làm giảm mạch vành thì ức chế men chuyển làm sao ạ? Nó sẽ ưu thế hơn ức chế thụ thể. Còn đương nhiên nếu mà người ta ho quá không chịu được
đấy là câu chuyện chất lượng sống lại là câu chuyện khác. Còn nếu để nhằm vào mục đích biến cố mạch vành, chúng ta phải như vậy. Tương tự như thế, đối với cả câu chuyện chạy beta, trước đây chạy beta là một thứ gì đó bắt buộc phải cho bệnh nhân mạch vành, nhưng thực ra không phải. Đối với cả bệnh mạch vành ổn định thì chỉ khi nào bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, chỉ khi nào có suy tim thì lúc đó chạy beta mới thực sự có tác dụng là thay đổi tiên lượng. Còn nếu không, chạy beta chỉ là một thuốc gì ạ? Làm giảm triệu chứng đau ngực. Đấy, thế thành ra là bạn sẽ thấy là có những thứ thuốc mà nó cái đơn thuốc ngày xưa của mạch vành là gì? Aspirin là chạy beta giao cảm thì bây giờ nó không giống thế nữa mà nó là gì? Là statin, là thay đổi lối sống. Đấy là quan trọng nhất. Và sau đó tùy theo việc bệnh nhân còn triệu chứng hay không, lúc đó mới bắt đầu cân nhắc cho chạy beta hay không. Còn đương nhiên nếu có suy tim đấy là một chỉ định khác, đúng không ạ? Nhược điểm của các thuốc kháng hệ renin-angiotensin-aldosterone đó là giảm nhạy cảm trên người già và người da đen. Thì như slide trước mình đã nói thì hai đối tượng này sẽ có hoạt tính của hệ renin-angiotensin-aldosterone giảm. Thứ hai là giảm hiệu quả trên bệnh nhân ăn nhiều muối thì tương tự như lợi tiểu. Đối với những bệnh nhân này thì sử dụng các thuốc giãn mạch như CCB hoặc là ACAI cũng được, sẽ thích hợp hơn tại vì ACAI có sự tích tụ của bradykinin gây giãn mạch á. Thứ ba là bị giảm tác dụng bởi các nonsteroid và corticoid tương tự như lợi tiểu. Đây này, các thuốc hạ áp và nonsteroid, các bạn thấy trên lâm sàng thì các nonsteroid giống như là piroxicam, indomethacin, piroxicam, naproxen hoặc ibuprofen vân vân chẳng hạn, rất là nhiều. Các thuốc này được sử dụng rất là rộng rãi và thường có liên quan đến việc tăng huyết áp. Vì hai nguyên nhân, một là nó các thuốc này có cái dạng bào chế là dạng natri hoặc kali. Ngoài ra thì các thuốc này sẽ ức chế tổ prostaglandin. Mà prostaglandin là một thuốc gây giãn mạch và tăng lưu lượng máu đến thận. Các thuốc mà ức chế tổng hợp prostaglandin sẽ làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây ra giữ natri phụ thuộc liều, đúng không? Một điều nữa thì việc giảm lưu lượng máu đến thận mà kết hợp với các thuốc làm giảm kháng trực tiếp hệ renin-angiotensin như thế sẽ làm giảm lượng máu đến thận và được chứng và các bạn thấy là các phác đồ ba thuốc phổ biến là ACAI cộng R hoặc ARB cộng với thuốc lợi tiểu cộng nonsteroid đã được chứng minh là tăng nguy cơ quy dẫn cấp khoảng 31%. Nên nếu cuộc sử dụng chung thì sử dụng CCB như amlodipine để thay thế ACAI. Đây là bảng phân độ các thuốc mà làm tăng huyết áp nhiều nhất. Tăng huyết áp nhiều nhất là ibuprofen, piroxicam và naproxen. Trung bình là ibuprofen, robecoxib, celecoxib và thấp là aspirin hoặc paracetamol.